Mình để như này cái bộ lá nó sẽ xuống cấp rất là nhanh. Và đặc biệt nếu mà mình không Xin chào các bạn. Hôm nay mình lúc này vẫn chưa có che mưa che nắng cho các bạn. Đây có một ít cái cây hoa thực dược cổ đồng. Thời gian vừa rồi mình đào lên trồng lại. Như lúc này các bạn đang quan sát đây. Thì cây vẫn đang rất là đẹp. Nói chung là năm nay tuy thời tiết có mưa nhiều nhưng mà được cái là mình trồng cái luống nó cũng cao nên là cái cây hoa thực dược thì nó cũng không có cái dấu hiệu là bị chết nước. Đấy, nhưng mà cũng không chần chừ nữa các bạn ạ. Khả năng mai thì mình bắt đầu tiến hành mình che vì lúc này thì mùa hè cũng đâu đó được một thời gian rồi. Tới đây thì nó sẽ có những đợt nắng nóng đỉnh điểm. Những cái hôm trên 40 độ, sau cái đợt mát này thì mình tin chắc là thời tiết nó sẽ nóng lên. Khi mà thời tiết mà nóng lên mà những cái cây hoa thực dược mà mình để như này, cái bộ lá nó sẽ xuống cấp rất là nhanh. Và đặc biệt nếu mà mình không tưới được nước cho nó là nó sẽ bị héo. Vì nó phải chịu ánh nắng trực tiếp khi mình chưa làm mái che. Và mùa hè nó còn rất là dài. Khi mà nắng nhiều là cây hoa thực dược nó phát triển sẽ rất là kém. Cho dù chúng ta có che hay không che thì nói chung là cái mùa hè thời tiết mà 38-40 độ trên 40 độ là chúng phát triển sẽ rất là kém. Nên là cũng không chần chừ nữa các bạn ạ. Ngày 1, ngày 2 thì mình cũng tiến hành để mình phải che cho nó. Mình giữ để mình lấy giống trồng cho vụ thu mà mình không che mưa che nắng thì sau này nó sẽ bị hỏng mất. Còn đối với lại trồng chậu thì cũng rất là nhiều video mình chia sẻ rồi. Nếu mà trồng giữ giống qua mùa hè thì cứ mưa nhiều ngày thì chúng ta tiến hành che cho nó và nắng thì chúng ta cũng che cho nó, bởi vì trồng chậu thì nó có chủ động hơn khi mà mình vận chuyển mình đem vào khu vực có mái che. Còn đây mình trồng ở luống, trồng ngoài trời thì ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng, kể cả mình che rồi chăng nữa, nếu mà cái luống này nó thấp này, cái luống này nó thấp nó không thoát nước được ấy, mưa nhiều ngày là nó cũng vận nên nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cây hoa được dược tống. Trong quá trình trồng để mà giữ giống qua mùa hè thì lúc này các bạn lên che cho nó. Nay thì mình cũng lì hơn mọi năm, đúng ra mọi năm là mình trồng cái là mình che luôn, nhưng năm nay thì vừa rồi nó cỏ nhiều quá các bạn ạ, cỏ luống hoa hồng nó nhiều quá, thế là mới dọn được cỏ xong thì bây giờ mới quang quang ra như này thì bắt đầu mới chuẩn bị để che. Nên một số cây nó bị nắng nó cũng đang vàng vàng đấy các bạn ạ. Đấy, lúc này nó còn chưa có bọ trĩ mấy đấy. Thời gian nữa bọ trĩ nó nhiều lắm. Năm nay hầu như miền Bắc mưa rất là nhiều, ngày nào cũng có mưa các bạn ạ. Mưa gió rất là thất thường. Thời tiết thì lúc này nó cũng chưa phải là nắng nóng đỉnh điểm, vẫn còn rất là mát, hơn 30 độ thôi, 31-32 độ, rất là mát mẻ các bạn ạ. Có cái đợt trước thì có mấy hôm là nắng khoảng độ 40 độ. Nhưng mà đợt này thì lại mát rồi. Lá rất là đẹp này. Và lúc này thì rất cần phải che cho nó các bạn. Lúc này thì những cái chùm củ hoa thực dược mình trồng sớm hay bây giờ bắt đầu trồng thì các bạn che luôn cho mình, càng che sớm thì càng tốt nhé. Thì lúc này mới là lúc cần thiết để che cho nó này. Khi mà cái cây hoa thực dược nó đã vào giữa hè rồi thì nó sẽ phát triển rất là chậm và một số cái thân của nó sẽ khô đi. Những cái cành nhà nó mọc cao ở trên những cái cành mà mình đã cắt rồi, càng mọc trên cao thì sau nó càng nhanh khô. Nếu lúc này mà cái thực dược của các bạn mà nó mọc được cái mầm ở đầu cuống cổ thì rất là ok. Còn của mình đây thì toàn mọc trên những cái đầu cành này, những cái đầu cành với cái thân này. Thì thời gian tới nếu mà nó bị khô cái đầu cành với khô cái thân này đi thì nó cũng bị chết rồi các bạn, nó cũng chết đi rồi. Đấy. Lúc này thì làm sao nó mọc được ở cái đầu cuống cổ nó tốt nhất. Vì cái đầu cuống cổ nó nằm sâu dưới lòng đất, khi mà cái thân cũ của cây hoa thực dược nó có khô đi thì cái đầu cuống cổ nó không ảnh hưởng gì, nó vẫn phát triển cây bình thường. Nên là cái cây hoa thực dược ở cái thời điểm này nhìn thì nó rất là đẹp vậy thôi, nhưng mà 1-2 tháng nữa thì nó sẽ một số cành nó sẽ bị khô đi, do cái thân nó khô hoặc do những cái cành mình cắt mình chừa lại mà cái mầm nó mọc ra ở trên cái cành đó nó sẽ khô đi và nó sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng mà nếu mà cái củ nào nó mọc được ở đầu cuống cổ thì rất là ok, không phải lo gì. Nhà mình đây rất là nhiều mầm này, lúc nào mình thử cắt mình dâm
xem mà nó có ra rễ không. Vì thực dược này có một số loại khi mình dâm nghịch thời tiết nó sẽ rất là chậm ra rễ và tỷ lệ ra rễ rất là ít. Đấy, trong đó có cái thực dược vàng đồng này. Đấy, nếu mà chúng ta dâm mà không dùng kích thích, là một không dùng cái đất mình bó vào cái vết cắt ấy, thì nó sẽ ra rễ rất là kém, tỷ lệ ra rễ rất là ít. Năm nay thì mình có một ít màu đồng này thôi các bạn ạ, cũng không nhân được giống nhiều nên là có một ít như này thôi. Hy vọng làm sao để giữ giống được tới đây, vụ tới là mình trồng nó có cây giống để mình trồng. Năm nay thì mình chưa đào củ lên, mình chưa trồng lại được nhiều, trồng được có một ít đây các bạn ạ. Vì vườn nhà mình nó rất là nhiều cỏ, khi mình có đào lên mà mình trồng thì nếu mà không có thời gian mà đi nhổ cỏ thì cái cây hoa được dược nó sẽ bị cỏ nó làm cho kín hết các bạn, làm cho kín hết không phát triển được. Còn nếu mà mình nhổ cỏ, mình chăm sóc được thường xuyên ấy, che mưa che nắng tốt thì cây hoa được dược nó sẽ phát triển rất là tốt. Như mình đây cái vườn thì mình nó nhiều cỏ lắm, loanh quanh đâu đó khoảng độ 10 ngày cỏ lại mọc kín đấy các bạn. Đấy, mới nhổ được mấy hôm nay nhưng bây giờ cỏ đang mọc đầy rồi đây các bạn này. Nên là mùa này khi mà trồng giữ giống ở ngoài vườn thì chúng ta lên nhổ cỏ thường xuyên, che mưa che nắng cho nó, không thì cái cây thực dược này nó phát triển sẽ rất là kém. Đây, rất là nhiều cỏ đang mọc đầy dưới đây các bạn này, mới nhổ được có mấy hôm này mà mọc đầy này. Đây, rồi nhổ vào cái cây của nó rồi. Nhà mình thì nó có cái cỏ gấu này khó trị lắm các bạn này. Nên là trồng cái hoa được dược giữ giống là mình rất là ngại cái khâu nhổ cỏ này. Đây là mình còn chưa che đấy, nếu mà che đậy nó còn vướng lằng nhằng. Lúc này thì thấy có con bọ dày với lại cái con dày phân trắng nó bay rồi. Dày thì có loại dày trắng trắng nó to, có loại dày con, nó có hai loại dày các bạn. Một loại dày nhìn nó rất là to này, như cái con này này rất là to này. Còn một loại thì nó bằng cái đầu kim trắng trắng ấy. Hai cái loại đó là nó hay chích chút trên cây hoa thực dược. Đấy, trên cây hoa thực dược lúc này thì những cái cây vàng vàng này này. Đấy, cũng một là do những cái con dày lâu rồi. Đây này, có con dày lâu đây các bạn này, nó chích chút này. Hai nữa là thỉnh thoảng cũng có những cái con dày trắng con ấy, nó chích chút thì nó làm cho cái cây hoa thực dược này nó sẽ già lua đi. Đấy, do nó chích hết cái dinh dưỡng ở bên trong này rồi. Thế nó già đi và nó chuyển sang cái màu vàng như này. Lúc này cần phải phun xịt những cái loại thuốc phòng trị bọ dày, bọ trĩ, dẹp sáp cho nó các bạn. Đấy, một số cây lúc này cũng có những con dẹp sáp nó xuất hiện rồi. Ta phải thường xuyên để ý những con dày trắng này, dày lâu, dày xanh này và cái con dẹp sáp. Đấy, những cái con đó là nó hay thích hút trên cái cây hoa thực dược. Còn mùa này nhện thì không có đâu các bạn, yên tâm không có nhện. Khi mà đã bị những loại côn trùng đó chích chút thì cây hoa thực dược nó sẽ không phát triển được, nó phát triển rất là kém. Thôi, video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.